Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai. Cái đạo tràng trên không trung chúng ta là cái đạo tràng năng lượng ấy. Nên ai vô đây tu thấy cũng gương mặt tươi rói. Nhất là mấy đứa bé nhỏ rất là giỏi. Bé Phật tử Bình Dương ta giỏi, ta lễ Phật được dữ dằn. Với mấy bé đoàn dì tư rồi, nhiều bé giỏi. Giống này có bé mà đoàn Diệu Thấm rồi, người ta ngồi đó niệm Phật được cũng giỏi. Nên từ nơi đó các bé rất là có thiện căn. Nên ai để cái hình những đức và Ngô Bạch sao chứ, những đức ngồi cừ ngồi vậy ta. Làm cái tấm hình ngộ ghê. giống hình Đà Phật. Anh Đà Phật thầy ơi. Như nhớ là chỉ cần chúng ta niệm Phật dù trong cái hoàn cảnh nào hay hình tướng nào, xuất gia hay cư sĩ gì, chỉ cần còn nắm chắc câu Phật hiệu thì vị nhớ là phước báo nhân duyên rất là lớn nha. Nghĩa là cả đời của chúng ta tuyệt đối khi gặp được pháp môn niệm Phật không có bỏ, dù thay đổi hoàn cảnh nào chăng nữa mình cũng niệm Phật. Quý vị nhớ là có những người chúng ta khi còn trẻ mình gặp nhiều hoạn nạn, nhưng mình cứ kiên nhẫn mình tu nhân tích đức đi. Tích mấy vị, đến khi tuổi già nó có phúc. Cái tuổi già mà cái phúc bình yên mà tỉnh táo sáng suốt, niệm Phật đây là phúc lớn nhất trong đời người. Còn nếu như tuổi trẻ mà hưởng thụ đồ sang giàu được, nhưng mà tới tuổi già thì mắt mờ tai điếc lẳng đồ, quên trước quên sau, đây là không có phúc. Nên cái phúc lớn nhất mà bị nhìn những người già mà họ tỉnh táo sáng suốt, dễ tính, vui vẻ, đó là có phúc báo. Nên khi mình tuổi trẻ mình biết tu nhân tích đức, nhưng mà gặp những sự trở ngại đừng có nản lòng, phải cố gắng tiếp tục, nhất là pháp môn niệm Phật này không có bỏ. Thí dụ như bây giờ những đức lúc ở trong chùa cũng niệm Phật, mà ra ngoài càng niệm Phật, như thế không? Trong chùa niệm Phật ít, mà còn ở trong chùa chứ ra ngoài mà niệm Phật ít, có chừng đi luôn, không có chuyện giỡn đâu. Nên bây giờ phải siêng năng niệm Phật mới được. Nếu không siêng năng niệm Phật là rớt, chứ không phải chuyện giỡn. Nên những đức nói rằng cái công đức niệm Phật thù thắng lắm. Nên những đức gỡ lời đến với tất cả những người hồi đó mà ở trong chùa chung, rồi bây giờ có những người cũng ra khỏi chùa, ở đâu phải cố gắng niệm Phật. Đã ăn chay được đừng có đổi lại ăn mặn, thấy không? Nghĩa là người ta từ ăn mặn mà chuyển thành ăn chay là khó lắm á. Mình ăn chay mà trở lại ăn mặn là cái việc này nó uổng lắm. Phải duy trì ăn chay niệm Phật. Dù mình hiện tướng nào mình cũng ăn chay niệm Phật. Quý vị thấy những đức ra ngoài, những đức tu với vị suốt không? Thì quý vị vẫn quý những đức. Nếu như những đức mà không tu là rồi xong luôn. Không tu là tiêu rồi. Tiêu điều. Không tu là tiêu điều. Là tiêu điều là cái vàng này mất tiêu hết trơn, là tiêu điều đó quý vị. Không tu là tiêu điều. Là thí dụ như bây giờ không tu thì ví dụ như quý vị hay Phật tử Bình Dương đều có không ngó ngàng gì tới đâu. Với tu hành ngó ngàng nó làm gì vậy? Còn tu thì người ta còn quý mến, như là diệu lý đồ này kia đồ. Còn tu thì lâu lâu mới gỡ một vài hũ đồ hũ cho ăn đồ. Hũ non đồ cho ăn đồ. Còn nếu mà bây giờ mà nói mà không tu hành là tiêu điều quý vị ơi. Nên cái việc mà niệm Phật lễ Phật là người trẻ con nít hay là người già niệm giết có duyên dễ thương.
Có nhiều người ta niệm Phật chân thật, nhìn cái mặt đó tội nghiệp lắm quý vị, dễ thương lắm. Còn nhiều bà cụ già mà ví dụ như bà không chịu niệm Phật, nhưng bà sân si, nhìn bà thấy ghét. Không đơn giản đâu quý vị. Mình nói mình tu sao mình ghét mình, nhưng mà nó kỳ cục vậy đó. Tại nó không có cái duyên quý vị. Nhưng mà niệm Phật nó có duyên lạ lắm nghe. Dù xấu xí mà cũng có duyên nữa. Bữa đó những đứa gặp cái bà đó, bà bị tật cái chân với tật cái tay, với lé con mắt với cái miệng méo. Thì quý vị nghĩ lục căn mà nhiều đứa quốc cũng sạch là còn gì đến giờ. Không, lục căn mà có nhiều đâu mà làm nhiều đó là bảo mới sạch sẽ. Vậy mà bà đi rồi đi về kia tay bán gì, cái miệng bán gì, cái mắt bán gì. Quý vị biết rằng là chàng mình nhìn một cái là thấy tội nghiệp liền quý vị. Mà bà niệm Phật cũng ngộ, cái miệng méo méo quý vị, bà niệm Phật đó. Ai rồi vào ai rồi vào nó quẹo quẹo quẹo, quẹo mà nhìn tội nghiệp quý vị, nhìn dễ thương liền. Nhưng mình thấy rõ ràng cái người niệm Phật nó có duyên rất lạ, nên con Phật hiệu đừng có bỏ nghe quý vị. Nên tất cả quý vị phải nhớ kỹ là trong mọi hoàn cảnh phải niệm Phật, trong mọi hoàn cảnh phải niệm Phật. Có cô đó con nhắn tin của nó, thầy thầy con tu mà nó trở ngại thì ghê, có khi đang lễ Phật gì tự nhiên đang lễ Phật về nghiệp quan gia thế chủ về. Ôi, sao ngộ chắc? Nghe nó ngộ vậy. Đang lễ Phật tự nhiên nghiệp quan gia thế chủ về, người đó hỏi ủa sao nghiệp quan gia thế chủ về là sao. Nó bả đang lễ Phật gì tự nhiên chồng bả phía sau nắm tóc và nó kéo. Thì ghê quý vị, đúng là nghiệp ghê thiệt chứ. Đang lễ Phật tự nhiên chồng đi phía sau đi làm về, nó thấy bả lễ Phật, nó đi làm về mệt á, nó thấy bả lễ Phật không làm cái gì kiếm tiền, đứng lễ Phật nắm đầu kéo. Xong bà hỏi như Đức, bây giờ con phải làm gì làm sao? Như Đức thì nó kéo kéo mình niệm Phật, niệm Phật chứ sao giờ chạc. Vậy bây giờ không còn cách nào nữa chứ, khổ ghê không quý vị? Rất là khổ. Hồi sáng gặp một bà cụ 70 mấy tuổi, thì biết rằng là của cải vật chất cũng nhiều, chia hết cho con còn miếng đất nhỏ xíu để với số tiền. Nó lỡ nói chuyện này chuyện kia, nó kêu bà đưa hết tiền, xong còn miếng đất nhỏ xíu xíu, nó kêu bà phải đưa luôn cho nó. Rồi xong bà tức, bà nói giờ tao không đưa mày làm sao. Nó nói bà không đưa tôi bóp cổ bà. Kinh khủng chứ. Cõi này đúng là cái gì nó cũng có chứ quý vị ơi. Cái khổ gì trong cuộc đời này cũng có chứ. Nếu mà không có câu vật hiệu sao chịu nổi. Không có câu vật hiệu sao chịu nổi. Nói chồng của bà diệu thắm, ông này cũng siêng năng ghê. Vợ đi tu đâu thì ông ở nhà ông tu mình. Ông này cũng không đơn giản chút nào. Cố gắng lên, thấy không? Nỗ lực lên, thấy không? Siêng năng lên. Nó phải đàn ông mà gì là đàn ông đích thực. Chịu tu hành giống như ông Trần Lâm thấy chưa. Bữa nào mà bà vợ đi vắng là ổng ở nhà ổng tu mình. Tu tới cùng luôn. Quá đặc biệt, quá tuyệt vời. Bà con của Diệu Thắm kỳ này là ở đây tu chắc về nhà tu luôn quá. Về nhà lễ Phật luôn. Tại vì sao quý vị biết không? Nên cái môn lễ Phật này nó hay lắm quý vị. Lễ nó khỏe, đặc biệt chứ lắm. Mà lễ Phật với sanh duyên, sanh phước, cái phúc tuổi già nó tỉnh táo, khỏe mạnh. Ví dụ như mấy mẹ con của cô Phật tử Bình Dương đó, chị mẹ con tu hành chung mình ấy, ngồi tu chung mình ấy, đặc biệt ấy. Ba đời, đời mẹ, đời con rồi đời cháu, ba đời luôn. Đặc biệt ghê, cái gia đình đó là gia đình phúc báo đó quý vị, cố gắng, thấy không? Đây là thấy hạnh phúc của một gia đình đó, không dẫn đâu. Tiền bạc gì nhiều đâu, nhưng mà có được cái hạnh phúc đó là thấy tuyệt vời quá. Mà cái hạnh phúc này từ niệm Phật mà ra. Nên mình phải lan tỏa cái pháp môn niệm Phật này rộng ra để cho nhiều người người ta hưởng. Ta nhờ. Cái pháp môn niệm Phật này hay dữ lắm. Những đức nói thật sự quý vị mà. Có khi mà những đức ở trong nhà không niệm Phật, mà tự nhiên bước ra tới ngoài cửa thôi, tự nhiên thấy con hũ đồ hũ non ta treo toàn ten ở trên cái cửa. Kinh khủng không? Bữa đó đang niệm Phật ra, tự nhiên đói bụng xuống, đói bụng. Tự nhiên bước ra thấy tô phở treo toàn ten ngoài cửa. Vì thấy cái công đức niệm Phật đặc biệt chứ, vì khỏi cần đi khắc thực ở đâu xa, đem tới chỗ để khắc thực luôn quý vị. Tại cái cửa nó có cái lỗ lớn nè, cái mà treo ngay cái cửa,
bữa thiền hủ đậu hũ, bữa thiền tu phở. Mình tu xong mình xuống, mình đói bụng là mình xuống, mình nói thế nào tu xuống xong cũng có. Tại vì trong nhà thì Phật xuống, quý vị tu xuống luôn. Bữa đó bước ra thấy con cục kẹo. Ok, có cục kẹo, à cục kẹo đúng là cái số. Bây giờ thôi mình có nhiêu mình ăn nhiêu thôi, vì thấy không nhận không là ngộ ghê. Cái người tu nó tùy duyên quý vị ơi, trong mọi hoàn cảnh. Xuống thấy hủ đồ hủ đang đồ hủ, xuống thấy phở thì ăn phở. Bữa xuống có một cục kẹo tàu ten tiêu xìu, ok có cục kẹo, ngậm cục kẹo cũng xong buổi. Đúng là niệm Phật với nó ít tối vị ơi, ăn nó cũng ít nữa nghe. Mà con người cái năng lượng nó vui nhiều gì đâu. Nó nên từ nơi đó mà những cái đà này mà cứ tu suốt cái gì là tuyệt vời. Nên như Đức nói rằng ở trong chùa mà không niệm Phật cũng không có phước, mà khi đi ra ngoài mà niệm Phật cũng có phước. Còn đi ra ngoài mà không niệm Phật thì thôi rồi xong luôn. Nó xuống luôn chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nghe. Nên câu Phật hiệu này đừng có bỏ, cỡ nào cũng đừng có bỏ. Cạo đầu hay để tóc gì cũng đừng có bỏ câu Phật hiệu này. Cái cạo đầu hay để tóc hay bằng áo lam hay bằng áo đờ gì, nó cũng là một bộ đồ bên ngoài thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái tâm mình phải nhớ Phật, niệm Phật, đừng có bỏ. Câu Phật hiệu này quý vị mà bỏ là sự khổ đau quý vị không bao giờ giải quyết được đâu. Không bao giờ giải quyết được đâu. Giống như cái cô hôm qua mà có điện thoại mà có nói rằng là ở trong nhà lo tu hành cũng hiền hậu, tự nhiên cái người ta đem tiền ta gỡ, người ta đem tiền số tiền lớn lắm ta gỡ cho cổ, người ta gỡ xong người ta kêu cô chuyển giùm, tự nhiên có đem cô chuyển ra cái tự nhiên bị sao đó, nó hát làm sao đấy vì nó lấy hết trơn, cuối cùng dính luôn. Cái nghiệp duyên nó đến kinh khủng cho quý vị. Trời ơi, mấy chục tỷ đâu có đơn giản, hát một phát một kinh khủng thì dính luôn. Mà gọi là cũng có uy tín này kia, mượn người ta này kia đâu, cũng mười mấy tỷ trả mà cũng còn thiếu. Viết giống như buồn với nó đờ đẫn hết luôn. Ghê chưa? Nó quý vị thấy cái nghiệp duyên nó đến kinh khủng như sáng như đó. Cái nghiệp nó đến muốn muốn muốn, muốn vượt qua cũng không được. Mà mình á, tu hành là gì, chuyển tâm. Còn cái hình tướng là phải chịu, nhưng cái tâm chuyển. Giống như bây giờ người già bệnh đau này kia đâu, họ mà nghe đạo được họ chuyển cái tâm, họ không khổ. Chuyển cái tâm không khổ chứ cái thân là phải chịu khổ đó. Đó. Giống như cái nghiệp mà đến lúc người ta lấy tiền là lấy tiền, thấy chưa? Kinh chưa quý vị mà lấy nhiều quá. Cô nói rằng trời ơi, con niệm Phật không lo tu hành, nghiệp nó đổ xuống ghê quá, bây giờ buồn quá, bây giờ đờ đẫn. Như Đức nói, cô mà buồn thì cô cũng không có giải quyết được vấn đề đâu. Phải chi cô buồn mà đem tiền nó trả cô cũng nên buồn. Còn giờ cô buồn nó cũng lấy tiền mất tiêu, mà buồn làm gì? Thấy không? Thật sự mà nói cái khổ đau gì đến với mình đi chăng nữa thì nó cũng khổ rồi. Nếu như mình buồn, mình chán, mình nản lòng, mình tự tử chết thì nó cũng như vậy à. Chúng ta phải sống thôi quý vị à. Phải sống thôi, hiểu không? Nó, tất cả những cái tiêu cực nó đã đến với mình, hãy cho nó qua đi. Hãy hướng nó tích cực mà sống. Có khi nó chuyển hóa còn tuyệt vời hơn. Nó nên con người á, sống á, làm sao? Ơn thì nhớ, oán thì quên. Tức khắc tu hành tiêu nghiệp liền. Nhớ kỹ cái câu này quý vị. Ơn thì nhớ, oán thì quên. Tiêu nghiệp liền. Sống trong cuộc đời này nếu suy nghĩ người ta sẽ hại mình thì bản thân mình cứ nặng nề và lo âu hoài. Sống cuộc đời này cái nghiệp duyên gì nó đến lúc quen người ta hại mình hay người ta hại mình, vì mình đã từng hại người ta. Hiểu quý vị? Bây giờ đơn giản thì mình đi ngang, người ta lấy chân, người ta đưa ra té cái hứ. Cái này cũng là nhân quả. Nhân quả mình cũng đưa chân, mình chặn chân, người ta té cái hứ, bây giờ người ta làm lại. Nhân quả nó rất là công bằng nha quý vị. Nó, bây giờ thí dụ như bây giờ ông Trần Lâm với bà Liên Phúc đang sống bình thường vậy, ông thương bà vô cùng luôn. Bữa nào tự nhiên ông nói rằng thôi tôi chia tay bà, không thương mình nữa. Nó thôi vậy thôi chứ sao vậy trời. Ông tự nhiên thầy khen quá trời khen, bữa nay ông làm gì kỳ vậy ông Trần Lâm? Sao tự nhiên ông làm kỳ cục, nó không biết sao tôi không còn thương mà nó vô. Cái nghiệp duyên nó đến lúc nó kỳ cục lắm vậy, mà tu cầu giải thoát là đến lúc là nó lạ lắm. Nhưng có những cái tâm con người nó không thế nào mà quyết định được, bởi vì nó kỳ cục lắm kìa. Cái tâm con người nó kinh khủng lắm. Nó đến lúc rồi là tự nhiên nó xảy ra những vấn đề mình không tưởng tượng được, mình không thể nào ngờ được luôn á. Con người cực kỳ thiện luôn mà tiện đùng lên cái thấy họ nghe họ làm ác làm gì tùm lum tùm la chuyện. Nó nên 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 cô Diệu Tâm có để cái chữ là ăn sư một đời. Ý của nó rằng là đã hướng đến một vị thầy là một đời, mà nếu vị thầy đó còn niệm Phật thì một đời, còn nếu vị thầy đó không niệm Phật nữa thì rời xa vậy thôi, hiểu không? Ăn sư một đời,
Quý vị biết rằng con người làm thiện có thể là cũng là khó rồi. Khi con người mà làm ác mà hướng đến thiện, làm ác mà dẫn hướng thiện, cái việc này cũng là một bài học không đơn giản nha quý vị. Quý vị thấy có những con người, người ta làm thiện mà người ta vấp ngã với cái ác là bản thân người ta sẽ không bao giờ hướng thiện nữa. Ác luôn, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên bài học thiện và ác đều là thầy mình hết. Nên cô để cái chữ ăn sư một đời, gán cố gắng chung thị, tên thị mà, từ đó, nó con người sống mà thiếu chữ chung nghĩa thì khó tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, 100% vị luôn. Con người thì ai cũng có cái sai mà thiếu chữ chung thì mắc chữ nghĩa, mà chung nghĩa mà không còn sao làm người ấy quý vị. Con người mà dễ thay lòng đổi dạ thì đối với vị mà làm người đặc biệt. Những đức coi Tam Quốc á, Lữ Bố là một mãnh tướng giỏi vô cùng, nhưng mà Lữ Bố chỉ đúng có một cái là gặp danh lợi là phản bội. Nên cả đời của Lữ Bố gọi là làm dâu ba họ. Ý nó là mua Lữ Bố rất dễ. Chỉ cần một con ngựa, một bộ áo giáp là mua được Lữ Bố. Lữ Bố có thể giết chủ. Ghê không? Nên con người mà nặng về danh lợi là con người rất dễ phản bội. Nên con người mà không đặt về danh lợi thì con người này mới có chung nghĩa. Con người thì ai cũng có sai, nhưng quý vị mắc chung nghĩa là cả đời của người quý vị sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Thật sự 100% luôn. Giống như mình niệm Phật mà không tín nguyện thì sao niệm Phật cầu sanh cực lạc? Vì nghĩ đi. Có nghĩa là mình tín nguyện niệm Phật là từ chung nghĩa mà ra chứ đâu. Mắc chung nghĩa sao tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc? Vì dễ thay lòng đổi dạ thì đối với pháp tu vị cũng dễ thay lòng đổi dạ. 100% luôn. Nó con người mà nếu mà chỉ cần mà dễ thay lòng đổi dạ thì tức khắc cũng dễ thay đổi phương pháp tu. Quý vị nhớ điều này, cái này rất là quan trọng đó. Đó, nên chúng ta phải gầy dựng tín nguyện trong mọi hoàn cảnh, phải tin nhân quả. Dù gặp hoàn cảnh sự cố trở ngại gì cũng niệm Phật, không có bỏ cái Phật hiệu được. Bỏ cái Phật hiệu là sẽ mất tất cả, quý vị nhớ kỹ. Có những người ta nghe qua gì người ta được ấn tượng. Có khi một ngày nào ta gặp một sự cố trở ngại gì, người ta không biết nương vào ai đâu, cuối cùng nương vào Phật à. Hiểu không? Có khi bây giờ người ta nghe, người ta nói người ta không tin, nhưng mà một ngày nào nè, khi ta gặp sự cố trở ngại nè, người ta sẽ không biết nương vào ai, lúc đó người ta niệm Phật nè. Người ta sẽ niệm Phật nè. Cũng như hồi đó những đứa gặp một bà cụ này, khi bà cho tiền con cái bà hết, thằng con trai nó kéo bà ra khỏi nhà. Kinh không? Trong cuộc đời mình có khi mình gặp sự cố này đó nghe quý vị, đừng nói chuyện đơn giản nghe. Quả báo đã đến là ghê lắm. Đứa con trai nó kéo ra khỏi nhà, nó đuổi bà đi, bà chạy vô, đứa con dâu nó xô bà ra, bà chạy vô, xong tiếp tục thằng con trai nó ban ra, nó đạp bà hai đạp méo cái miệng luôn. Nó kinh kinh khủng không? Cuối cùng chờm sớm đưa bà đến nơi nhận đức ở để nuôi bà luôn. Kể rằng là thằng con đạp hai đạp xong méo cái mặt qua bên, người giống như bị tai biến luôn. Quý vị thấy cái hoàn cảnh kinh khủng chưa? Đó gọi là quả báo của nhiều đời nhiều kiếp. Đừng bao giờ trách hờn nữa. Nếu mà thật sự hiểu biết nhân quả, không trách nữa. Nên cả cuộc đời chúng ta quán hận nên quên, ơn nghĩa nên nhớ, tức khắc vì tu có kết quả liền, 100% quý vị luôn. Nên đừng bao giờ cả đời mình mà nghĩ rằng sợ ai hại mình chứ. Quả báo đã đến là phải hại, đừng sợ. Nên con người những đức sống bây giờ, những đức hiểu cái gì, những đức bộc bạch thoải mái, hoạt bát thoải mái, không có lo sợ nữa. Vì lo sợ nó làm mình bất an lắm. Có cái mạng này thôi mà, thấy không? Chỉ còn có cái mạng này thôi, lo hoài thì bản tâm chứ làm gì. Nên sống sao cho nó tự tại của ngày hôm nay quý vị, thấy không? Nên buổi nào tu xong những đức cũng nói chuyện quý vị, ít gì nó cũng có vài ba câu đặc biệt vì học được đó chứ không đơn giản đâu. Nó bữa nay thấy rằng là bữa nay ngày nhà giáo Việt Nam quý vị mà mỗi hình ảnh quý vị làm này kia tùm lum, có nhiều bà thì để bó hoa bự cho bà, nhiều bà thì để hình những đức rồi. Nãy cái bà nào bà để cái tấm hình những đức mà nó giống hệt là phim hoạt hoài, tự nhiên bà làm cái hình động sao mà những đức nhảy 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 khi khủng khiếp. Làm như mắc cười muốn chết luôn. Nó đủ chuyện hết chứ nha. Thôi kệ, nếu bà làm sao thì tôi cũng cảm ơn nha, thì cũng vui, thấy cũng ấm lòng. Nó dù ở trong nhà không mà thấy người ta cũng còn quý mến mình, mình cố gắng mình niệm Phật, chứ mình không niệm Phật chắc họ cũng xa cách mình quá, chia tay quá. Không niệm Phật chắc cũng chia tay luôn quý vị. Vậy niệm Phật là cả đời đến với nhau nha. Cả đời cùng niệm Phật để cả đời về cực lạc gặp nhau nha. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.